và đây là cái vòng thi con chó đẹp nhất cuối cùng của đợt thi này. Những cái con chó mà sinh sản ở Việt Nam, sinh sản tại Việt Nam. Đội này với nhau à? Đội này với nhau thì nếu mà thế thì như là giám khảo trước đánh giá thì hình như là cái con trong những cái con ở lứa tuổi này thì hình như là như giám khảo trước đánh giá là con nào nhất là con cu ghi. Cô ghi nhất, nhì là con Husky sao, ba là con Bụt Pháp. Mỗi giám khảo sẽ có cái nhìn nhận đánh giá khác nhau. Với giám khảo này thì cá nhân mình đánh giá là giám khảo này là xoay chó rất là kỹ, rất kỹ, kỹ lưỡng. Để xem giám khảo sẽ chấm con nào là con nhất. Giám khảo bắt tay tất cả các cái handler trước khi công bố kết quả. Cúp. Bùng phát nhất. Giám khảo rất nhanh. Chốt hạ rất nhanh, không có cần phải gọi là chạy run up, không cần thêm. Giám khảo phong cách là mình phải nói là xoay rất kỹ và chốt rất nhanh, rất ấn tượng từ cách xoay chó rồi đến cách chấm chó. Tiếp theo là cái phần thi cái con chó đẹp nhất ở lứa tuổi cho con từ 3 đến 6 tháng. Giám khảo phong cách là xoay từng con một trước, sau đấy là cho chạy và có kết luận đôi 4-5 con, có 5 con đó chạy một vòng. Được vào màn Fox Sox, Labrador và Bùn Pháp French Bulldog. Rồi, bây giờ này lại xoay lại một lần nữa và sẽ chốt hạ. Đây, bắt tay tất cả các handler trước khi công bố kết quả. Rồi. Nhất baby Fox Sox đi nhỉ. Phong cách của giám khảo rất nhanh, rất nhanh. Ở cái hạng cho con này thì các giám khảo có cái ý kiến có vẻ là không có khác nhau nhiều, khá là giống nhau. Puppy này không lẽ chỉ có một con. Bụt Pháp còn con hai con, chỉ có hai con, một nhất một nhì. Xem là con nào là con nhất.
handler Thái Lan có bảo handler kia là có khi Việt Nam một Việt một Thái. Tham khảo này chấm thi là chốt hạ nhanh lắm, xoài bắt tay trước rồi con nào nhất nhỉ, giám khảo là xoay con mưu pháp rất là kỹ và con mưu pháp là được giải nhì. Vào mà tranh giải ba. Mấy khi được cờ được hoa đúng không? Cơ hội nó chỉ có 3 con thôi mà không vào hơi phí. 3 con đúng không? Mấy khi nó lại tặng cho em về trước đây. À, về trước à? Thế về đi không lại muộn. Nhá. 3 con thì cứ vào là cầm hoa. C3 này nó họ gần với này cái chó mông cọc của Việt Nam nó chạy thoăn thoắt. C3 được nhì, thôi buôn pháp được 3. Như vậy là giám khảo xoay rất là kỹ gần buôn pháp nhưng mà có vẻ là giám khảo xoay một cái lỗi nào đấy của nó. Giám khảo phát hiện ra một cái lỗi nào đấy của nó. Cho nên là giám khảo soi Bet Junior in show 5 bom đầu tiên, Beagle thứ hai và bùn pháp thứ ba, có 3 con rất là dễ đánh giá 1, 2, 3 hoặc là có những con sẽ vào tranh tiếp, gọi là những con giả sử như là con nó thắng nhất đấy thì cái con mà thua nó sẽ được vào thi thay ở vị trí của nó, có thể là 3 con này sẽ được nhất nhì ba hoặc có thể là con thể nào sẽ có những con mới rồi. Beagle bùn pháp để ý là giám khảo mà xoay kỹ con nào là con đấy là có khi là thua. Bắt tay xong rồi chốt hạ luôn một pháp nhất. Con đầu tiên là 3 con được nhất nhì ba. Bet in show. Thank you.
Tiếp theo là phần thi Best in Show cuối cùng của cái đợt thi ngày hôm nay. Kogi Doberman bị tròn phọc sóc, con lông dài và con beagle. Rồi, Best in Show thì giám khảo chấm kỹ hơn từng con một trận. Kogi là một con khá mạnh. Các giám khảo trước thì cũng đánh giá con Kogi này cao. Doberman bị tròn, còn phúc sóc của Marian này nó cũng là một con mạnh. Các giám khảo khác đánh giá con này cũng rất là cao. Giám khảo này thì chấm rất là nhanh, rất nhanh. Cuối cùng là con Beagle. Chưa, đây mới là cuối cùng nặng ký nhất ở trong cái cuộc thi chó đẹp là em này, em nhổ lông. Rồi, giám khảo này sẽ lần lượt bắt tay từng người một. Ok. Phong cách riêng. Trước khi đánh giá, theo mình dự đoán có lẽ còn nhiều lông sẽ là con nhất. Nhiều lông. À, lần này thêm chạy thêm một vòng nữa, chạy chung. Con nào sẽ là con nhất? Có phải con nhiều lông không? Giám khảo chỉ tay vào đâu? Không phải đó. Cũng là con nhiều lông nhưng mà là con pom khóc sóc. À, con kia là con matit husky vào thay. Con nhì là con nào? Con hai con nhiều lông, một con nhất, một con nhì. Đây là giám khảo rất phong cách. Kết thúc cuộc thi đợt thi ngày hôm nay.